Dòng thực phẩm chức năng mà rất là hot cách đây mấy năm rồi, em nghĩ là chắc là chị nào cũng biết cái con mầm này rồi. Thì nói chung cái mầm Úc này nó là một trong những cái dòng thực phẩm chức năng mà có cái mức giá rất và rất là nhiều công dụng luôn, vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho sắc đẹp nữa. Đây là được chị em mình chú ý hỏi rất là nhiều, hầu như là em lên like mọi người hỏi cái con này nhiều lắm luôn, nên là em mới quyết định là lên cho mọi người cái video này nè. Em này nó là mầm đậu nành nên là chắc chắn là trong bản thành phần của nó phải có chứa mầm đậu nành rồi. Với hàm lượng lecithin 1200 mg, em này nó sẽ có hiệu quả rất rất là nhiều luôn. Đầu tiên là nó sẽ giúp làm đẹp da, làm cho mọi người căng hơn, mịn màng hơn, hồng hào hơn, có sức sống hơn này. Sau đó là nó sẽ giúp cải thiện nội tiết tố, cải thiện những cái vấn đề về sinh lý này, điện nước này. Nó giúp cải thiện nội tiết tố nên là nó sẽ giúp cho mình ngủ ngon hơn này, cải thiện cái trạng thái tâm lý tinh thần của mình rất là tốt. Với lại em này nó còn giúp giảm cholesterol trong máu luôn, làm giảm các cái bệnh về tim mạch này, với lại làm giảm rụng tóc nữa, giảm stress nữa nha. Ngoài ra thì em này nó còn tốt cho hệ thần kinh này, bảo vệ cho gan và thận luôn, giúp duy trì cơ thể mình nó khỏe hơn, nó có sức khỏe dẻo dai hơn, ít bị bệnh lý hơn. Trong mầm đậu nành này nó còn có chứa lecithin, mà lecithin là một cái hoạt chất rất là tốt trong cái việc chuyển hóa và phân hủy mỡ trong cơ thể và trong mạch máu ấy. Nên là nó sẽ giúp ngăn ngừa cái tình trạng cái hiện tượng sỏi mặt và tốt cho mặt của mình. Ngoài ra còn một cái công dụng mà chị em mình rất là thích, đó chính là giúp cải thiện, hỗ trợ cải thiện kích thước vòng một, làm cho cái vòng một của mình nó săn chắc hơn, giảm chảy xệ. Còn nếu mà chị nào muốn nó tăng kích thước một cách rõ ràng hơn ấy, thì mọi người nên uống kết hợp với lại tập thể dục thể thao, kết hợp với lại những cái bài tập về riêng dành riêng cho ngực nha mọi người nha. Một ngày uống cho em 3 viên sáng trưa tối sau bữa ăn.